thứ thì sao nó ngồi để lại cho nó đóng góp phần thứ là nó sẽ chị Lan nha. Chị Lan đi rồi, cô chú chị. À, chị Lan vẫn đang đi ạ. Vâng, thầy chúng ta cùng ra đây nhé. Vâng, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm theo tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vừa nãy là cận cảnh bàn thờ của cậu Nam Vũ Linh, bàn thờ của chú Nam Vũ Linh chứ cô chú anh chị và các bạn. Vâng, thì đây là quệ trọng, đây là quệ trọng thường ngày của chị
Hồng Lâu, buổi shop Hồng Lâu nhé, cô chú anh chị. Đây là quầy đồng hương nghề. Con thấy tầng hờ của cầu năm chú năm dù lên đi nhớ cô chú chị và các bạn. Con thì bây giờ chị Hồng Lâu cũng đi ra ngoài rồi nhé. Con mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh tối đồng lập làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cận cảnh tăng hờ của chú Nam Vũ Linh. Lâu lắm rồi ra từ cảm đó cô chú chị và các bạn. Vâng thì bây giờ chị em lo đang ở bên kia. Thấy tầng hờ của chú Nam Vũ Linh, cảm thấy như là chú Nam Vũ Linh đang ở gần đó của chú anh chị và các bạn. Con mong chú Nam Vũ Linh này phù hộ cho con kinh ốc tiêu nhé cô chị lo nhé. Kinh của con là kinh ốc tiêu. Đó tiền lo đó cô chú anh chị. Đi xe 6 giờ sáng hôm qua mới tới lại. Ghé lên đi. Yeah.